Vâng, và sau đây em quay chi tiết hai con sạc Wing Vega là dòng đẩy công suất của hãng sạc Wing. Nếu các bác nào mà đang có những cặp loa sạc Wing và yêu thích loa sạc Wing thì không thể thiếu những con đẩy của hãng sạc Wing chuyên sản xuất ra và để phối ghép với những dòng loa full loa sạc Wing Vega, loa boss, những dòng loa cao cấp vừa nghe nhạc vừa hát karaoke có chất âm tuyệt vời. Đặc trưng những dòng đẩy sạc Wing này cho tiếng ấm nên nghe nhạc rất là hay nha các bác. Một con hết 60, con này giá là 9 triệu và một con hết 90 đời cao hơn, con này giá 11 triệu nha các bác. Hàng đẹp xuất sắc cho các bác nha. Đặc trưng của dòng sạc Wing Vega thì thiết kế rất là black mat, trưng bày cũng như nghi phối ghép rất là tuyệt vời. Đối với con hết 60 này các bác chơi 30 nha, full 30 trở lại. Còn con hết 90 các bác chơi full 40 trở lại nha. Hai em đều là hàng đẹp xuất sắc cho các bác nha. Hai em đều có công suất là 1.200-1.300W nha các bác, rất là khỏe luôn. Máy rất là đẹp. Đây, con nào cũng có cái series bên chỗ này nè các bác. Đây là đường tín hiệu vào, ba lăng và xeo ly. Series là con hết 60 là 1030. Và con hết 90 là 37, số cuối là 9337. Cũng có đường ba lăng và xeo ly. Quạt tặng cái tản nhiệt của sò. Và đây cũng vậy nha các bác, đây là trạm loa dây nguồn. Đây cũng vậy nha các bác. Rồi em đi vào mở nắp bên trong để các bác cùng xem cấu hình nha. Bác nào yêu thích con sạc Wing Vega này, nếu có loa sạc Wing Vega thì hãy bê em nó về và chơi loa boss, loa B&B và những dòng loa Mỹ full rất tuyệt vời. Vâng, và sau đây là bên trong cấu hình của con hai con sạc Wing Vega. Đây là con hết 60, trang bị là 12 con sò sắt nha các bác. Motorola 2 4 6 8 10 12 con sò sắt Motorola. Cấu hình này thì các bác thoải mái chơi full 30 đô lại nha, với công suất 1200W nha các bác. Con là 1200W à, rất là mới nha các bác. Còn đây là phần tụ nguồn tăng phô rất là đẹp. Con này giá 9 triệu nha các bác. Và đi đến hết 90 thì nâng cấp rất là nhiều, tăng phô xuyến và 4 tụ lực nguồn to như cái lon bia nằm phía dưới nè các bác, 1, 2, 3, 4 này. Và nó chạy là 20 sò Motorola, phía dưới là cũng là nhiều sò này nha các bác, 2, 4, 6, 8, 10. Và đối nghịch phía dưới là nó có cái vỉ dưới này, nó hai vỉ và hai tầng công suất, 20 con Motorola nguồn xuyến, giá là 11 triệu nha các bác. Sạc Wing Vega hết 90 giá 11 triệu. Máy rất đẹp cho các bác nha. Và chơi 30 thì các bác lấy con hết 60 nha, 12 Motorola, thoải mái các bác chơi và nghe nhạc hát karaoke gia đình và trưng bày trong phòng khách với những thương hiệu sạc Wing Vega. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Bác nào yêu thích một trong hai con bao sạc Wing Vega này thì liên hệ cho em Chí của hai số điện thoại trên.